Vakra Kunda Mahakaya Kodi Surya Samaprabha Aviknam Grumi Deva Sarava Kariyasa Saravada. Anong Sanskrit. Chẳng á. Bịt đá hôm lúc như Sanskrit. Mà bay tới lúc như thế thì sao khám ai dưỡng. Đôi chân này trong bệnh chế tha. Khám ai dưỡng miên biệt bích cực 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 cực. Môn ất tì bùl phía xa bà lấy phía xa Sanskrit chôn mở. Nhưng miên. Và bốn tài. Nếu bây giờ thì ất tì bùl bà lấy Sanskrit chôn mở. Lúc này bà lấy khám ai dưỡng dưỡng khơi tập biệt nâng lỡ nặng. Biệt mà bà tốt này dưỡng tập bí mặt đấy. Biệt khám ai dưỡng mà bà tốt này dưỡng bà lấy tập bí mặt đấy. Sanskrit tại mùi mắt đấy. Ai cũng rít bàn bí bà tốt bây bà tốt. Chẳng nghe mùi nà sưu chiên. Chắc dù là tình sưu chiên. Chắc các đọc ách tình này chứ là. Cứ rốn đẹp biệt thật thông mẹ mà mắt nhìn nhốc bọ sài. Sự phấu mà cả ba là mà rôi tập bọ, bí rôi tập bọ. Thế nhé. Đôi chân này nì. Để ngom ở miền ca tùm loa bà bị nâng dư dư tức khai tư chìa bị ở bỏ dương. Dư nghĩ ta bị khám ai dương. Tam bất bị ta có hướng dư bình đìa mở ta. Bà bút ta sát xa cái đây. Phía xa bà lấy cái đây, phía xa sang xa cái đây mô biển đi. Ác xô khám ai dương nâng cái đây. Dư 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 dư. Sao mai dân sắp ngay để ban sở xê mà đó sắp ngay dân xua tha. Vô bì nà mò. Vô bì ảnh đìa mò. Cái hào thờ xó. Bắn là vẹ. Sở máy bắn là vẹ vô mò mà xa. Môn nâng vô à xó. Priêm mì. À xó priêm mì ní kì khơi nơi ná. Ngày môn chồng còn á tất bọ prai nà. Lông bình đi nà bà tì nếp bà lò. Thì ta sẽ nó lưu xe lại cho đất xô xô đông và bà thơm mê sọc bà tì nụng. Thái bàn bánh chạy thật xa xô nâng hơi cho xô tì mùi để khám ai dân chơi dù mà bà. Bà là hốt tốt là vì vuốt khai mốc kia xô khám ai dân sọc ngay nó đọc lưng chiêng hơi xa tôi sọc rõ. Bàn miền chừng miền đầy ấy xô bùa xa án bà đòi dân sọc ngay nữa nè. Nâng xô bánh chạy nhận nhau mà bàn chriếp thà cá. Bằng rũ bằng rũm ca bằng ca hợp krom chùm nôm và trái bạch đọc. Ca bằng ca hợp krom chùm nôm vệ chả nào nó krom khmai đã bấy. Xùm rùl phía xa chiết là bọc luôn ấy. Ở miết ai kịp hiệp. Nó krom ca prapra. Ôi bán dô đang ổng bị biết bích. Đại dương của bông tế prao thả miên nây đuôi mà đấy. Đại bọn kru hạ xuyên hay lục chi dương bồn dô. Bị át tờ nây mùi mùi nó krom. Vệ chả nào nó krom nó đã bấy ở nhịt nhô bán. Bán dô bán chế hiệp. Nhịt nhôm khá át miên bêl tập bác nó không quay trở nên nó có mơ thế. Rồi vô ca nghĩa. Vấn đề chung cáo khơi như bí tổ. Để bọn cụ bình dụ. Chẳng có mơ mình tích tích chạy mình tích tử. Thầy ngay môn bạch chìa nhịt nhôm. Lùi tập bọ mà. Nè mà bình nguồn như bí ở khá rõ thế chờ. Nè lùi tập bọ mà bình nguồn. Nè bí ấy. Khi này dây bịa thật bà khó. Và dây bị là bây bình bà tích khám ai nhận nhộm. Hay dây bịa thật mà nó tự bỏ sài khá lạc tư. Mà đăng thật mà nó dây thầm mấy tế bà to. Khi này tức ai ngồi chức ai đóp. Rồi hạt đau mưu viện khơn. Chẳng. Hay còn nè khá lạc tư còn đư đoan đó. Này bà ông hôn giữa thia nó ngồi bông đồ vay bà ông hạ xuyên hay á. Nó quay dân cả cực tức cực tức đây. Thế chồng phải chết nhịt nhôm thả. Bộ bánh ở vốn đi. Khi bật cây kia. Khi tùm nuốt kia đầm bấy xoay rốt nó phiếp rít chóm. Chồng ra nó phiếp trâm trâu. Tôi vô đằng chân. Chân ấy. Chẳng bị lia khay mình xua tiết đi. Nâng ai. Nâng có mọi bóng. Nơi hạt. Nâng xua tầm mà xùm nuốt nâng cho. Bro. Mong bà mạng này chứ. Thầy nhôm ở trong tiêu ấy đòm. Nhìn nhôm bột bột sẵn. Quỳ chọc đầy chọc chương hay. Thầy bà thả ta tiết nâng nâng ta đo na tiếp không. Mà dục tức lư nâng hay. Chẳng bà mô ta lọc với nhìn nhôm. Chẳng xa rốc xích ở đây. Nước khăn ông khlâm xa này. Cảm vị thị bôn. Để nhịn nhôm bụt bò đi sát sát tổ sắp rõ bà xong cổ rúp bà ông bàn bà rộp thơ giang ở là rực cổ cực cổ kriêng bà cọp đòi
chất để miền thua cả tài nhu nực nông hạt tài dạ bẻ đông bụt nực khuyên ông bì ca lẹ bong đọc thông thiên rô bò maha viê-rẹ sàm-mà-nạ maha viê-rẹ bọc rọc mai dừng để lúc bàn thư để lúc bàn bọc bình môn đằng lúc lia chá ông bì lúc đi tử khuyên là vậy tì miễn tế rõ bọc đồ miễn đồng lấy xâm rạp bạch hà chôn nâng ai để thất nâu ốc cao cạp mình bạn mình vì niệm từ nà bụ hai nô ban chỉ lúc đã bài tương lai lúc bụ túc chia tùm nốc chia bẹp bọn lúc bụ túc thả bà rô bà cà rái yá phà lăn tị vô rực xa hạ ปรุปการายะวะหันติณัตถะปรุปการายะตุหันติกาวะปรุปการารถะมิตัมชริรัมอันนี้สังสกฤตปรุปการายะภลันติวฤกษะดำชื่อต่างหลายไต่บัญชิงในพลายกาดำใบประโยชน์ดอลบกุลดเต vì ở bò đi phục lại để cuốn anh đi Rupakaraya vệ hắn tí nát tia hạ Stân rư tuần lê tầng lai vì hô chọc với lưu của bùl phnum miên mốc chú tự căn mà hạ sở bọn vì ở đây phát tức để cuốn anh đi nhìn nhôm chăm túc chẳng ớt stân rư tuần lê tầng lai mình phát tức để cuốn anh đi chông nà nà nè phát tức nè nà mà nụ bộ bộ sát tầng lai bò để phục tức mật men sưng mật men tuần lê nâng phát tức được luôn này vậy sạp bà nè nhìn nhớ bà rô bà ca rai vậy tụ hắn tí cao vỡ mê cô tầng lai bà đó tức đó đã bây bà giáo ích đó bà cố đợt tê mà đài cố bà rút tầng ọ bẩm bao đọc côn mình men vô tập đọc một bộ đề phục luôn này thế đã bây ở côn miến ấy dụng chỉ vật đã bây ở côn ban thông thất lút lọt bà rô bà ca ra là thạm mỹ tâm sở rì râm bà phụ chân chỉ sọ bà rọc tầng lai sở rây rạng riêng cai tầng mưu là bà chân chỉ sọ bà rọc tầng lai có rộng mênh bà rô bà tư đã bây bà giọt đọc một côn đợt đầy chẳng mẹ nế bộ sọc bà rọc tầng ọc nộp lia chạ bì phục hai đây nì tư ất miên vô ấy tư sông bây tệ bật tên chạy cầm bì bà trái bày đọc mà rối đọc chọc nâng cái đấy mà rối đọc hiếc nâng cái đấy vẹ chả nà nô cọm cầm rạc chiếc mà bọn tập bọn nâng cái đấy ai cả xa đồ tây tiết chả hơn sẵn thức sẵn thọp căm bà chạy sâu đi à chết mùi rối hiếc nâng cái đấy bàn bần xo túc nó lưu tất đầy khám ai này hỏi con chào cực chùm đoàn bàn riêng ta lúc miền dốc ấy tớ thế thở ọt cho tớ thế chẳng nói nhìn nhóm mũi tiệt lục bố thà Shrut Tram Shrut Tên Nây Văn Kun là lên nè nà đá nê nè bà nê là nà tú cắn cả nê nè Vipati Kaya Khalu Sajjana Nam nè chân tà nê nè rô bà gà rê nè tà chìa rô bò sọp rô tàng lai mình mến rung rương đòi ca bẹ kro văl rư ka bẹ tùm hù tê tà chìa nê nè tà chìa tàng cú nâng mình mến lò đòi xa ca bẹ kro rương ở lãng ca tê Shrut Tram Shrut Tên Nây Văn Kun Đà Lên nè Kun Đà Lên nó cứ tha tùm hú rứ cơ tha khổ vật đại dân phương bì miệt cái đây phương bì đây cái đây chốc lòng o đời xa ấy lòng o đời xa ca sạp nó sạp ấy sạp bị ở đó bỏ sạp rõ cái nhé đà nê nè bà nê rà nè tụ cắn cả nê nè co đây thì mình men lồng o này mà cả nát nó mình men lồng o để xa con đây ấy ắt lồng o để xa sai đây đấy đa nê nữa lồng o để xa ca ao tiền
đây bộ cô na để chơi ao tiền chia rưỡi rưỡi đây là bộ cô nó sát nát là o nát là o miền bỉ nó không lục đi sập toàn đấy nhìn nhau vị pha ti cái thà lũ sách chân hà nam cái là bộ sập rồi chun chẳng lái mình men lầm o đòi khâm chăn tì mình men lầm o để cương cơ ốp xinh xinh tì con đại cai rồi bò bộc cô chỉ sọc rò nì rồi men lầm o tàu đòi upakara à với chỉ upakara bịa thà upakara prai thà ca chui sừng cừu mù là hết đấy trộm sầm bát rồi bò bộc cô chỉ sọc rò rồi men bộc bứt tư đam bấy chi bây giờ đó bộc cô đợt tì gp đó tận đây nức khơi như rương mùi nức khơi trộm sầm bát trộm sầm bát đi đây bậc cô rập ban máu rồng mấy thắt nơi khăn ông đầm nợ bây giờ đa năm hộ cô nói đa năm miên trộm sầm bát để che ao tiền hộ cô miên trộm sầm bát châu prapra ao xăm trộm sầm rạp luôn này để ai tăng nợ bàn công prapra khó ta khóc trộm sầm bát nên nghĩa một sầm lạp mà chắc luôn này vậy tị bay nash bao nhiệt nhôm miên trộm sầm bát chả hơn bà na có đòi mình ao tiền nẹp phong tế mình bỏ để phục đời luôn này nẹp tạ ta tị nẹp phong tế mình bỏ để phục mình prapra để luôn này mình ao tiền trộm nô ấy rồi mấy thất nó không đập nát thì mấy cứ vinh niệm chẳng á đôi chân này bộc cô chỉ sập vào tầng lái rồi mấy khơi nơi hai thằng chồng cứ sẽ cái gì vinh niệm nữa bao mình ao tiến bao mình prapra luôn ấy để trộm nó đôi tật tê trâu ắt miên ban bây giờ ít sập bao ngày nào mui nhiệt nhôm trộm sập bạn mình từ trâu nhiệt nhôm từ trâu trộm sập bạn nó ngay chẳng mẹ nè chẳng mê nó nhiệt nhôm khá mình hiên tình ấy bị xa thì ôi bị tục tiên của mình ảo ấy à prapra luôn ấy của mình prapra nếu kinh sống lăng mưu trọc nó trọc anh tràn thế chẳng thế còn phải thay trong cáo ấy vì nếch thế trọc nó nè chẳng lúc bằng riêng chẳng lúc bằng riêng thay trọc nó trong cáo ấy vì nếch nâng ạ nên trong bệnh chia tha chun giờ sập vào tầng lai đứng rồi mấy bò để cha cài lẹ bong nữ cầm lang cài chết tem sợi dây ra tầng muốn đã bay bảy giờ đó bọc cổ đợt tì mũi tiết lục pool tha chọc là hơi vợ mà kít tha tiền tệ đó lục pool tha pi bấn ti nát giờ hết soi giờ mi với nam phở soi yếm nẹt khá đơn đi, phá lan đi, nà kha đơn đi, phá lan đi vứt xa, nè lục bồ tha, bi bẩn ti nát chia sáu y mi vệ nam pha, sưng rư tuần li từng lái mình bỏ đi phục tức đại cồn ai đi, bồ tát chẳng nè, sáu y nè kha đơn đi phá lan đi vứt xa. Đã ưm chư tầng lái mình bỏ để phục play để khuôn này thì thế nhé, đôi khẳng đau mà nhớ nhớ thì clear trong cái lúc đã thả lúc bố thả na đấn đi sát chán dạ bị vã đi vã hà hà tất liên để thả lẽ cho một bí lưu mình si sửng tung rồi bỏ nẻ sọc thế sạp toàn nên nhiều, liên mọc run để đập bay, ao sầm tung nâng lọ lút lọ, bàn lọ, thưa ai rút cái chiết phong tầng quăng, ai chịu rút tăng đầu bàn, trong trời lục bồ tha, bồ rô bà ca rai ya, sáu tám bị phút tự nhớ, trộm sầm bắt rồi bỏ, chun chỉ sọc rồi tầng lái, bồ bồ tư đập bay tới chiết bồ giáo đó. Bộ cô đã thấy chui bộ cô đã thấy tập năng ngay ní ní dìm pin lẹ cả nạ rồi bộ cô chỉ sắp rõ tầng lai sơ rốt mô vinh ở khlây ruôn mô vinh chân cơ lạc màu trong bệnh nhẹ đó là ốc cô lộ bốt khai mạ rạc chôn cốc rút tầng ốc mình mến tới khăn ông tì ní tê tu tiêng bởi chiên ở trạng cầm bởi chì tiêng được khăn ông bởi tích nâng cao bởi tích
ឲ្យ នឹក ឃើញ នៅ មហា បលិកម្ម ដ៏ ធំ ធេង នេះ ហើយ ក៏ ដូច ជា ការ អំពាវ នាវ ចុង ក្រោយ ដល់ កុលបុត្រ ខេមរៈ ជន ទាំង អស់ ទាំង អ្នក សិក្សា អសរ សាស្ត្រ ក្តី ទាំង អ្នក មិន សិក្សា អសរ សាស្ត្រ ក្តី ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ឲ្យ ងាក មក គិត អំពី ការ លះ បង់ ដ៏ ធំ ធេង នេះ កុំ គ្រាន់ តែ សរសេរ អសរ ខ្មែរ ក៏ ខ្ជិល ដែរ កុំ គ្រាន់ តែ សរសេរ ពាក្យ ខ្មែរ នឹង កុំ សរសេរ មិន ឲ្យ ត្រូវ ដែរ តើ មូល ហេតុ អី បើ គ្រាន់ តែ មាន របស់ ប្រើ ប្រាស់ ស្រាប់ ហើយ យើង ប្រើ ប្រាស់ មិន ឲ្យ ត្រឹម ត្រូវ មាន ពេល ខ្លះ អាត្មា ជួប ហើយ អាត្មា សួរ ថា ម៉េច បាន មិន សរសេរ អសរ ខ្មែរ តែ ខ្ជិល សរសេរ មូល ហេតុ មក ខ្ជិល សរសេរ នេះ មក សរសេរ នេះ ស្រួល ជា អសរ ស្អី គេ មាន បតិញ បតង បតិញ បតឹង ពាក់ អី ណា នៃ អាត្មា មើល មិន យល់ គេ វា ម៉េច បាន សរសេរ អញ្ចឹង គេ ថា នឹង ស្រួល តាក់ទង គ្នា គេ មើល ស្គាល់ នេះ នេះ ជា គ្រោះ មួយ សំខាន់ សម្រាប់ អញ្ញាញ ញោម នៅ ក្នុង សង្គម ជាតិ យើង ក៏ ញាតិ ញោម ជា ឪពុក ម្ដាយ ក៏ គប្បី បង្ហើប រឿង ហ្នឹង ទី 2 សរសេរ ពាក្យ ខ្មែរ ខុស ប្រាប់ ថា សរសេរ ឲ្យ ត្រូវ ទៅ ឆ្លើយ តប វិញ ថា ខ្ញុំ កណា មិន មែន អ្នក អសរ សាស្ត្រ ខ្មែរ ទេ ទុក ឲ្យ ព្រះអង្គ គ្រូ ហាក់ សិង្ហៃ ចុះ ណា សរសេរ ឲ្យ ត្រូវ ទៅ ព្រះអង្គ គ្រូ ហាក់ សិង្ហៃ ទៅ បាន ហើយ ទុក ឲ្យ លោក អ្នក បក ស្រាយ ទៅ ប៉ុន្តែ កុំ ភ្លេច ថា យើង ជា កុលបុត្រ ខេមរៈ កុលបុត្រ យើង ជា ជន ជាតិ ខ្មែរ បើ យើង សរសេរ ភាសា ខ្មែរ មិន ត្រូវ ឲ្យ ជន បរទេស គេ មក សរសេរ ជំនួស យើង ឬ បើ យើង មិន ព្យាយាម សរសេរ អសរ ដែល លោក ដាក់ ប្រាជ្ញ បាន រចនា បាន សរសេរ ធ្វើ ការ វិវត្ត កែ ប្រែ តាំង ពី អសរ កងេង កងង កងេក កងក រហូត មក ដល់ សរសេរ ឡើង ស្អាត ភ្លឹក មិន តិច ជាង 100 ឆ្នាំ ទេ នៅ ក្នុង ការ វិវត្ត នៃ អសរ នេះ មក ដល់ ប៉ុណ្្នឹង យើង គ្រាន់ សរសេរ អសរ នឹង ឲ្យ ត្រូវ សរសេរ អសរ ខ្មែរ យើង នឹង យើង អត់ សរសេរ សួរ ថា យើង មាន បេះ ដូង នឹង ផ្ទុក កតញ្ញូ ពី តណា មក និយាយ ចឹង មិន ថា ឲ្យ ញាតិ ញោម ទេ ណា អត់ មាន ទេ ញាតិ ញោម សិត សរសេរ ត្រូវ ទាំង អស់ នៅ ពេល ណា ដែល មើល វចនានុក្រម ចឹង ជា ការ ក្រើន រំលឹក ដល់ កុលបុត្រ ខេមរៈ ជន ទាំង អស់ ចាប់ អារម្មណ៍ ប្រទេស ជាតិ មួយ មាន អសរ សាស្ត្រ របស់ ខ្លួន មាន ភាសា របស់ ខ្លួន យើង សំណាង ខ្លាំង ណាស់ ដែល យើង មាន អសរ ប្រចាំ ជាតិ របស់ យើង យើង មាន ភាសា ប្រចាំ ជាតិ របស់ យើង ចាត់ ទុក ថា ជា ភព សំណាង មួយ ត្រៃ លេខ ដែល យើង កើត មក ជា ខ្មែរ យើង មាន ភាសា របស់ ខ្លួន ឯង យើង មាន អសរ របស់ ខ្លួន ឯង ប្រចាំ ជាតិ ខ្លួន ឯង តែ យើង នៅ ចង់ បាន អី ទៀត ចឹង ណា យើង នៅ ចង់ បាន អី ទៀត រហូត មក ដល់ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ក្រោម ការ ដឹក នាំ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ប្រកប ដោយ គតិ បណ្ឌិត របស់ សម្តេច គ.ម. សេនាបតី តេជ ហ៊ុន សែន និង លោក ជំទាវ ព្រម ទាំង រាជ រដ្ឋាភិបាល គ្រប់ លំដាប់ ថ្នាក់ ទាំង អស់ បង្ក ភាព ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ សិក្សា ហើយ រហូត ដល់ យើង បាន បង្កើត ជា វចនានុក្រម អេឡិចត្រូនិក ខ្ជិល ណាស់ គ្រាន់ តែ ចុច នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ហើយ រក ពាក្យ ក៏ ពិបាក ខ្លាំង ម្ល៉េះ អញ្ចឹង ឯង ញាតិ ញោម ពិបាក ខ្លាំង ណាស់ ទៅ ណោះ មិន ទេ រឿង ដែល ពិបាក វា អត់ មាន បេះ ដូង នៅ ពេល ខ្លះ ខ្ញុំ កណា អាត្មា ពៀប និយាយ អាក្រក់ បន្តិច ថា មក ពី ណា បេះ ដូង នឹង វា ខ្វាក់ អញ្ចឹង ណា បើ ខ្វាក់ ភ្នែក អត់ អី ទេ នៅ អាច ដឹក រឿង រ៉ាវ គ្រប់ បែប យ៉ាង ណា ប៉ុន្តែ បើ ខ្វាក់ បេះ ដូង នោះ គឺ ថា ពិភព លោក ល្ងឹត ឈឹង មើល អត់ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង មែន ទេ មែន អត់ កុំ ថា មែន ទៅ អត់ អត់ បញ្ចប់ ទេ ថា មែន ឆាប់ ចប់ ហ្នឹង ឯង និយាយ ច្រើន តិច ញាតិ ញោម លោក ជំទាវ បើ សុំ អធិស្ឋៃ បើ ណា ងាយ មាន ពេល មក និយាយ ទេ បើ មួយ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ ហើយ បាន មក និយាយ នឹង ម្ដង ចឹង និយាយ យូរ តិច ឯ លខោន ស្បែក ឯ ហ្នឹង ចាំ សិន ទៅ អាត្មា ទៅ មើល ដែរ ទេ មិន អី ទេ បើ មិន ចប់ ទេសនា ក៏ ប្រចាំង មិន កើត អាត្មា ក៏ មិន មើល ហើយ បើ សិន ជា អាត្មា នៅ តែ សំដែង ទៅ ប្រចាំង មិន កើត អាត្មា មិន បាន មើល ចឹង តោះ តែ ចប់ ទាំង អស់ គ្នា បាន ទុក វេន ឲ្យ ខាង លខោន ស្បែក មើល ណា ចឹង